liệu Tô Chủ tịch có tái khởi động xử tội sâu chúa Lê Thanh Hải và Tổng Trọng hay không. Một điều bất ngờ đến khó tin, cuộc chiến cung đình Việt Nam đã vào hồi kết, phe Tô Lâm đã đảo ngược lại thế cờ và chiếm thế thượng phòng. Liên minh của ông Tổng Trọng cấp có thẩm quyền đã đi vào bế tắc, khó có khả năng xoay chuyển tình thế. Một vấn đề được dư luận xã hội hết sức quan tâm đó là sau khi nắm quyền lực, Chủ tịch nước Tô Lâm có cho khởi động việc mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát để xử tội sâu chúa Lê Thanh Hải hay không. Giới quan sát cho rằng ông Hải đã phạm phải những tội trạng Tây Đình, nhưng nhờ được Tổng Trọng bảo kê nên vẫn hạ cánh an toàn. Tờ báo Vietnamnet vào ngày 6 tháng 6 đưa tin bà Trương Mỹ Lan vận chuyển qua biên giới hơn 106.000 tỷ đồng. Bản tin cho biết cơ quan điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức có liên quan. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 34 bị can về các tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về cả 3 tội danh trên. Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Theo kết luận điều tra, để chuyển hơn 4,5 tỷ đô la, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng ra nước ngoài và nhận từ nước ngoài về Việt Nam thông qua các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và các công ty tổ chức ở nước ngoài đã ký nhiều hợp đồng giả mạo. Những hợp đồng này đã hợp thức hóa cho việc chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại, điều này đã ảnh hưởng tới an ninh kinh tế cũng như an ninh tiền tệ của Việt Nam. Theo giới phân tích, quy mô và mức độ tham nhũng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan lớn tới mức đã khiến Bộ Công an phải mở rộng và tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ án này. Cụ thể, trong vòng hơn 10 năm, bà Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà đã được SCB bơm gần 1 triệu 67.000 tỷ đồng, tức là khoảng 45 tỷ đô la, với số dư nợ còn lại là 677.000 tỷ đồng, tương đương 28 tỷ đô la, và đều là nợ không thể thu hồi. Công luận đặt ra câu hỏi vì sao và lỗ hổng nào đã giúp cho bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn hoành hành trong thời gian dài đến như vậy mà không bị phát hiện. Bất chấp những cảnh báo của truyền thông nhà nước, nhưng vụ án vẫn không được quan tâm trong một thời gian rất dài. Các sai phạm mang tính hệ thống của bà Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát kéo dài suốt 20 năm, vậy mà vẫn không hề bị phát hiện. Công luận cho rằng nếu phát hiện sớm, thì số tiền hơn 1 triệu tỷ, trong đó có tiền gửi của người dân, tiền mua trái phiếu và của khách hàng lên tới 500.000 tỷ, sẽ không bị thất thoát và biển thủ toàn bộ đến như thế. Và chắc chắn bà Lan phải có các mối quan hệ với các giới chính trị cấp cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Không loại trừ khả năng bà có mối quan hệ với quan chức cấp cao nhất trong ban lãnh đạo cả trước và hiện nay. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa ông Lê Thanh Hải và bà Trương Mỹ Lan được giới quan sát cho là đến mức khó tách bạch rõ ràng ông Hải đỡ đầu cho bà Lan của Vạn Thịnh Phát hay ngược lại. Đó là lý do lâu nay công luận khẳng định ông Hải đã sử dụng quyền lực tạo điều kiện để bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt hơn 300.000 tỷ đồng, tương đương với 12,5 tỷ đô la Mỹ tại ngân hàng SCB. Cách đây chưa lâu, tờ Thời báo.de đã dẫn một nguồn tin nội bộ cho biết Lê Thanh Hải đã bị câu lưu ở Hà Nội để chuẩn bị khởi tố bắt giam. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố tác động nên Bộ Công an đã không thực hiện được dự định đó. Theo giới quan sát, những sai phạm nghiêm trọng của cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải chắc chắn đã được bao che. Trong đó, vai trò của Tổng Trọng và Võ Văn Thưởng là không thể bỏ qua. Theo giới quan sát, trước đây, khi chưa nắm chắc được thế chủ động, ông Tô Lâm đã sử dụng chiêu dùng cây dọa khỉ nhằm thỏa mãn mối quan tâm bức xúc của dư luận xã hội. Nhưng tới nay, công luận vẫn hy vọng Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ không để tình trạng Tổng Trọng ngang nhiên che chắn và không xử lý Lê Thanh Hải. Đồng thời, công luận tin rằng số phận của sâu chúa Lê Thanh Hải sẽ kết thúc sau những hàng song sắt như hy vọng của đông đảo người dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin liệu Tô Chủ tịch có tái khởi động hỏi tội sâu chúa Lê Thanh Hải và ông Tổng Trọng hay không? Liệu Trung Quốc có lợi dụng tình trạng hỗn loạn chính trị ở Việt Nam để mà can thiệp hay không? Mới đây trên trang Nhật báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng có bài phân tích về xung đột chính trị thượng tầng Việt Nam với tiêu đề liệu Trung Quốc có thể lợi dụng tình trạng hỗn loạn chính trị chưa từng có ở Việt Nam để can thiệp. Bài phân tích này dẫn tới các ý kiến của giới phân tích chính trị Việt Nam,
trong nước và quốc tế về tình hình chính trị nội bộ tại Việt Nam tại thời điểm hiện nay. Có một số ý kiến cho rằng người Trung Quốc dự kiến sẽ được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng đang diễn ra này. Theo đó, ông Tô Lâm đã sử dụng Bộ Công an và coi đó là một công cụ hỗ trợ cho ông ta để loại bỏ các đối thủ chính trị thông qua việc lạm dụng chiêu bài chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ bất kể người đó là ai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng đã thất bại. Sáng ngày 5 tháng 6 trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ thông tin liên quan đến hiện tượng xảy ra ở Hà Nội. Truyền thông nhà nước cũng đồng loạt đưa tin có tổng cộng có khoảng 7.025 lượt sấm sét đánh xuống khu vực Hà Nội. Nếu tính cả số lần sét đánh xuống các địa phương lân cận như Hưng Yên, Hà Nam thì tính từ 6 giờ đến 9 giờ sáng có hơn 10.000 cú sét đánh xuống khu vực này. Facebook Chu Bá Lợi thì cho biết sáng nay sấm nổ vang trời dậy đất. 65 năm tôi sống ở Hà Nội mới thấy những tiếng sấm kinh hoàng đến như vậy. Theo giới quan sát, đây là một hiện tượng tự nhiên rất bình thường, xảy ra tại Hà Nội, một trung tâm chính trị đầu não của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Hiện tượng này đã khiến nhiều người nhớ tới hiện tượng mưa lớn giữa đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020. Tờ báo Nhân dân vào ngày 15 tháng 1 năm 23 trong bài viết Những cái Tết không quên đã mô tả như sau. Đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020 là một ám ảnh. Hà Nội chìm trong cơn mưa sầm sập và sấm chớp ùng oàng, những tia sét như muốn xé rách bầu trời. Cái tĩnh mịch thường có của đêm trừ tịch với mưa bụi lay phay và gió se se lạnh ngỡ như đã bị vùi lấp đâu đó rồi. Vẫn theo tờ báo Nhân dân chia sẻ, ngay sau đó đại dịch Covid-19 như cơn bão đen kinh hoàng trùm phủ lên hành tinh xanh. Đất nước trải qua những tháng ngày đại dịch không quên, muôn vàn vất vả, muôn nỗi lo âu. Nhưng báo Nhân dân lại né tránh, không nhắc đến con số hơn 4 vạn người đã tử vong do đại dịch gây ra. Theo giới chiêm tinh, chỉ cần nhìn thiên tượng biết hóa thân nhân gian, thuận theo sự biến hóa của thân thiên tượng. Mỗi một triều đại đều phát sinh có rất nhiều biến cố lịch sử mà có thể biết được biến đổi trong tương lai. Thiên tượng bất thường như vừa kể, theo kinh nghiệm dân gian, chỉ sau đó một thời gian ngắn sẽ xảy ra các biến động về nhân tài, địch họa, cũng như giặc giã và chết chóc. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, nội bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang xung đột sâu sắc chưa từng có. Trong lịch sử 70 năm cầm quyền của họ, chưa xảy ra hiện tượng kinh khủng đến như vậy. Thì thiên tượng kia khiến người ta liên tưởng đến những biến cố chính trị có thể sắp xảy ra. Có thể đây là một dấu hiệu hết sức đáng lo ngại vào thời điểm xung đột chính trị giữa các phe phái trong nội bộ của Đảng. Sau khi cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã nhậm chức Chủ tịch nước, nhưng tân Bộ trưởng Bộ Công an, một vị trí quyền lực có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai chính trị của Tô Lâm, vẫn chưa ngã ngũ. Sau khi bị buộc phải rời khỏi Bộ Công an, ông Tô Lâm vẫn nỗ lực tìm mọi cách để có thể tiếp tục chi phối bộ này với mục đích tạo ra sức ép đối với các giới chức lãnh đạo để trở thành người kế nhiệm chiếc ghế Tổng Bí thư từ ông Nguyễn Phú Trọng nếu ông Trọng chấp nhận rút lui sau khi hết nhiệm kỳ của Đại hội Đảng lần thứ 13. Theo giới phân tích, đáng tiếc cho Chủ tịch Tô Lâm vì trong lịch sử của Đảng, từ khi cầm quyền cho đến nay, chưa từng có Tổng Bí thư nào xuất thân từ ngành công an. Dù rằng Việt Nam là một nhà nước công an trị, hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ăn sâu vào ký ức của đa số người dân Việt Nam, được coi là lực lượng bảo vệ người dân. Điều đó trái ngược với hình ảnh kiêu binh, mất kiểm soát và vô đạo đức của công an. Có lẽ những cảnh báo của Bưu điện Hoa Nam buổi sáng về việc Trung Quốc có thể lợi dụng tình trạng hỗn loạn chính trị chưa từng có ở Việt Nam là một phép thử hay là một rung cây dọa khỉ đối một phe nào đó theo cách ví von của người Việt Nam. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin liệu Trung Quốc có lợi dụng tình trạng hỗn loạn chính trị ở Việt Nam để mà can thiệp hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.